Là thành viên trong đàn thiện nguyện thuộc Hội Đạo Tràng Omani, thành phố Hồ Chí Minh, bà Trinh cho biết chuyến đi đến một số tỉnh miền Trung đã được chuẩn bị nhiều ngày trước. Theo lịch trình kéo dài gần một tuần, đoàn sẽ đến chùa Từ Quang, tỉnh Quảng Ngãi đầu tiên để phát quà cho các hộ nghèo, sau đó ra Huế và Bình Định. Nhưng thật không may, chuyến từ thiện này đã cướp đi sinh mạng của hai người, khiến sáu người bị thương. 21 giờ hôm mùng 2 tháng 7, sau khi cả đoàn gồm 40 người ổn định chỗ ngồi, tài xế Nguyễn Hữu Dư 42 tuổi ở quận 8 cho xe xuất phát. Bà Trinh ngồi ở hàng ghế thứ 7. Suốt đường đi tài xế chạy tốc độ vừa phải không quá nhanh. Do trời khuya mọi người chỉ kịp trao đổi về các hoạt động thiện nguyện trong vài ngày tới rồi ngủ thiếp đi. Khoảng 4 giờ 45 phút sáng mùng 3 tháng 7, khi tới xã Suối Cát huyện Diên Khánh, cả đoàn bị đánh thức bởi một tiếng rầm. Trong ánh sáng lờ mờ, ngơ mặt lên, bà Trinh nhìn thấy ông Nguyễn Văn Thành 61 tuổi ở quận 1 là đầu bếp trong đoàn ngồi sau ghế tài xế, văng qua kính chắn gió phía trước. Sau đó người này bị xe khác tông tử vong. Bà Trinh nói và cho biết suốt quãng đường tài xế hoàn toàn tỉnh táo, không hiểu sao lại để xảy ra tai nạn một phụ nữ trong đoàn đề nghị giấu tên cho biết hầu hết người trên xe đều lớn tuổi lúc tai nạn xảy ra mọi người đều lơ mơ ngủ mảnh kính vỡ toang bắn vào nhiều hành khách phía đầu xe làm chây sức cơ thể cú tông mạnh nên một số người bị choáng nhẹ bà cho biết chúng tôi động viên nhau để treo ra khỏi xe sau đó gọi cứu hộ và xe cứu thương hỗ trợ các nạn nhân đáng chú ý va chạm làm phần cabin của ô tô khách biến dạng Tài xế bị xây xước, mảnh vỡ vương vãi khắp mặt đường, hai người trên xe tử vong và sáu người bị thương. Xe tải hư hỏng phần đuôi. Theo cảnh sát, có thể xe khách chạy với tốc độ cao, không giữ khoảng cách an toàn dẫn đến tai nạn. Lực lượng chức năng đang phong tỏa hiện trường điều tra nguyên nhân. Hai người tử vong là phụ xe và một hành khách ngồi ở phía sau cabin. Tài xế không có nồng độ cồn âm tính với ma túy. Một nạn nhân nam ngồi cạnh tài xế được xác định là anh Trần Văn A, 38 tuổi, ở quận 5 đã tử vong bị kẹt lại. Lực lượng cứu hộ phải huy động nhiều chiến sĩ hỗ trợ đưa ra bên ngoài. Nhân chứng bằng hoàng nói, cảnh tượng lúc ấy hết sức thảm thương. Đến trước ngày 3 tháng 7, cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, đưa hai nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn xảy ra vào dạng sáng cùng ngày ra khỏi hiện trường. Cơ quan chức năng tỉnh Khánh Hòa đã bàn giao hai nạn nhân tử vong cho gia đình lo hậu sự, đồng thời cũng điều ô tô đưa những người còn lại trở về thành phố Hồ Chí Minh. Hàng hóa từ thiện sẽ được bố trí gửi tặng một ngôi chùa ở tỉnh Khánh Hòa. Hai người đi trên xe khách tử nạn tại hiện trường được xác định là anh Trần Văn A, sinh năm 1985, trú tại phường 2, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Văn Tê sinh năm 1962, trú ở khu cầu muối, phường Ông Lãnh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Bà Lâm Kiều Trinh 62 tuổi là một trong 6 người bị thương trong vụ xe khách tông đuôi ô tô tải trên cao tốc Nha Trang Cam Lâm khiến hai người chết. Sáng mùng 3 tháng 7, trên đường trở về thành phố Hồ Chí Minh sau khi được chăm sóc y tế, bà Trinh vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc kinh hoàng. Như vậy, nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách chạy với tốc độ cao, hai người đã tử vong, còn 6 hành khách khác bị thương nhẹ đều đã xuất viện. Y đài nhớ mình khi cầm lái một chiếc xe di chuyển với tốc độ cao, chỉ một giây mất tập trung, cái giá phải trả có khi là cả tính mạng.